Bà tôi nhỉ cho ông, mày biết nấu mì cay không? Trời, mì cay à? Ở nhà tao nấu hoài. Mày đừng có giờ xạo, mày không biết nấu thì mày nói luôn đi. Mày mới là cái thằng không biết nấu ấy, tao nấu hoài. Mày mới là cái thằng không biết nấu á. Mày mới là thằng không biết nấu ấy. Mày mới là thằng không biết nấu á. Mày mới không biết nấu ấy. Thôi solo luôn đi. Ok, tao lại sợ mày quá cơ. Vâng, hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Trường Quân TQ chứ ở đây. Thì như các bạn có thể thấy đấy là Tuân Trẻ Châu và Biểu Béo vừa mới chửi lộn với nhau, bởi vì ai cũng nhận mình là người nấu mì cay ngon nhất xóm. Vì vậy clip ngày hôm nay mình sẽ tổ chức một cuộc thi vua mì cay để tìm ra người nấu mì cay ngon nhất nha các bạn. Nấu mì cay à? Nấu mì cay là sở trường của mình rồi. Mình có mấy cái clip nấu mì cay lên tới vài triệu view. Kiểu này là thằng Bố Béo không phải đối thủ của mình rồi các bạn ạ. Đúng rồi đấy các bạn ạ. Tuân Trẻ Châu có những clip nấu mì cay lên tới hàng triệu view và hàng chục nghìn like. Không biết là với kinh nghiệm dày đặc nấu mì cay của Tuân Trẻ Châu thì Biểu Béo có phải là đối thủ của Tuân Trẻ Châu không? Anh hơi bị khinh thường em rồi đấy. Cứ thi đi là biết. Muốn thi đúng không? Đúng. Được rồi, vào thi. Thì ở đây mình có hai lá thăm. Một lá thăm là nấu siêu to, một lá thăm là nấu siêu nhỏ. Bây giờ mình sẽ sóc lên để cho Tuân Trẻ Châu và Biểu Béo lựa chọn nhá. Để xem là ai sẽ là người nấu siêu to, ai sẽ là người nấu siêu nhỏ. Đây, mình sẽ đảo lên như này đi. Chứ nhiều bạn đảo mình sóc lên như này nó cũng vậy. Lên nhá. Rồi, ai lựa chọn trước đi. Rồi, Biểu Béo. Không biết ai sẽ là người nấu ăn siêu to, ai sẽ là người nấu ăn siêu nhỏ đây. Ấy, siêu to đây. Ok, như vậy là Tuân Trẻ Châu sẽ nấu mì cay theo phong cách siêu to. Còn Biểu Béo sẽ nấu mì cay theo phong cách siêu nhỏ. Cuộc thi vua mì cay chính thức bắt đầu. Nhưng mà trước khi thi, cho hỏi cái là Biểu Béo có phải là người nấu mì cay ngon nhất xóm không? Có. Ui, to thế. Tuân Trẻ Châu có phải là người nấu mì cay ngon nhất xóm không? Có. Ui, thằng này còn to hơn. Thôi hai thằng mồm to thi nấu mì cay nào. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm mì cay theo phong cách siêu to. Thì nguyên liệu chính của mình là mì omachi. Còn các nguyên liệu phụ của mình là tôm, sườn heo, trứng cút, thịt heo, cá viên, thịt bò, xúc xích, trứng gà, bột ớt, sa tế, người giò. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn nha các bạn. Bỏ các nguyên liệu ở bên ngoài vào. Bây giờ mình sẽ bỏ giò vào trước nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đập trứng bỏ vào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên để cho trứng nó tan ra nha các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Nồi mì cay của mình càng ngày càng hấp dẫn các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ làm mì cay theo phong cách siêu nhỏ luôn nha các bạn. Và các nguyên liệu của mình cũng siêu nhỏ luôn nha. Do mình làm mì cay theo phong cách siêu nhỏ nên là các nguyên liệu của mình cũng nhỏ luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu luôn. Đây là toàn bộ các nguyên liệu của Biểu Béo các bạn ạ. Thì có một ít hành này. Hành này cũng cho vào một cái chén khá là nhỏ luôn các bạn ạ. Mì tôm cũng siêu nhỏ luôn. Nói chung là làm mì cay siêu nhỏ cho nên mọi thứ đều siêu nhỏ. Đây này, có thể thấy là xúc xích cũng có mỗi vài miếng nhỏ xíu à. Đấy, còn đây là rau. Đấy. Thì ở đây là tất cả các nguyên liệu của Biểu Béo. Thì Biểu Béo sử dụng để nấu vào một cái nồi cũng khá là nhỏ. Trong cái nồi này thì Biểu Béo đã bỏ tôm, thịt với lại cá viên, bò viên vào nấu trước rồi các bạn ạ. Mì cay của mình đã sôi rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ rau với mì tôm vào. Ok, như vậy là mình thấy cái nồi mì cay siêu nhỏ của Biểu Béo đã gần hoàn thành rồi. Không biết là Tuân Trẻ Châu đã làm tới đâu rồi. Này, tôi ăn đổ đâu này. Wow. Quay cho mình qua đây mình nhìn nồi mì cay của Tuân Trẻ Châu mà mình thèm chảy nước miếng luôn đó các bạn. Đấy, thì Tuân Trẻ Châu vừa cho rau cải tím với lại rau cải trắng vào các bạn ạ. Wow, anh em nhìn hấp dẫn không? Quay cho mấy cây xúc xích nó bự chưa kìa. Ui, chảy hết cả nước miếng luôn các bạn ạ. Wow. Tuân Trẻ Châu làm hấp dẫn quá, Tuân Trẻ Châu ơi. Là hấp dẫn thì chấm ta 10 điểm đi. Không, tí nữa để nhìn về điểm hấp dẫn thì mình thấy hấp dẫn rồi các bạn ạ. Chứ còn về điểm ngon miệng thì tí nữa mình phải ăn thử thì mình mới biết là có ngon ngon miệng hay không. Chưa gì mà Tuân Trẻ Châu đã thấy hối lộ ban giám khảo rồi nhá. Mày chấm ta 10 điểm nhá.
Ai, một tô mì cay khá là to luôn. Còn bên đây là một tô mì cay khá là nhỏ. Nhưng mà là Biểu Béo đang ngồi nhìn tô mì cay, nồi mì cay khổng lồ của Tuần Trẻ Châu. Ở đây là nồi mì cay siêu nhỏ của Biểu Béo, nhìn cũng hấp dẫn đó các bạn ạ, nhưng mà không hấp dẫn bằng của Tuần Trẻ Châu. Và đây là công đoạn cuối cùng của mình. Bây giờ mình sẽ bỏ muối vào nồi mì cay của mình nha các bạn. Mình phải công nhận một điều đấy là cái nồi mì cay của Tuần Trẻ Châu nhìn khá là đẹp mắt và hấp dẫn luôn các bạn ạ. Phải công nhận đúng là Tuần Trẻ Châu có nhiều năm kinh nghiệm làm mì cay các khác, cho nên nhìn nồi mì cay của Tuần Trẻ Châu khá là hấp dẫn. Ok, bây giờ mình cũng sẽ bỏ mì vào luôn nha các bạn. Ok, như vậy là Tuần Trẻ Châu cũng đã bắt đầu bỏ mì tôm vào rồi. Đấy thì mình nghĩ là bỏ mì tôm này vào khoảng tầm 5 phút đó, với cộng với cái nước đang sôi này thì mình nghĩ là nó sẽ chín được á. Bây giờ mình sẽ cho muối vào luôn. Đây, Tuần Trẻ Châu cho cả muối vào luôn các bạn. Thì muối này là muối Tuần Trẻ Châu lấy từ mì tôm Omachi ra nha các bạn. Đấy, muối từ mì tôm Omachi cũng khá là ngon. Rồi bây giờ Tuần Trẻ Châu đang bắt đầu đảo đều lên để cho muối nó tan ra ở trong cái nồi mì. Qua wow, nồi mì bây giờ thấy bỏ mì tôm vào nhìn hấp dẫn hơn rồi các bạn ạ. Ý, ui, ngon chưa này? Nhìn mấy cây xúc xích nó bự chưa này? À, còn đây là của Biểu Béo. Biểu Béo sao? Biểu Béo làm mì cay xong chưa em? Để ăn thưởng thức, ăn chấm điểm xem thử là dạ, có ngon không nào. Ăn. Ok, như vậy là Biểu Béo cũng làm gần xong rồi các bạn ạ. Đây thì nồi của Biểu Béo cũng khá là nhỏ. Cho nên anh em có thể thấy là nhìn nó không hấp dẫn mấy. Nhưng mà mình không quan trọng là hấp dẫn hay không. Mình chỉ quan trọng là ngon hay dở thôi các bạn ạ. Đấy, nếu mà Tuần Trẻ Châu với Biểu Béo ai nấu ngon hơn thì người đấy sẽ là vua mì cay trong xóm. Đúng không Tuần Trẻ Châu, Biểu Béo? Đúng rồi. Nhất là tao. Tao làm mì cay hơi bị ngon đấy. Nhất là tay như mày chứ không phải mày không phải. Bây giờ mình sẽ giải hành lên để cho nó đẹp nha các bạn. Bây giờ mình cũng sẽ giải hành lên cho nó đẹp luôn nha các bạn. Ê, cái thằng mắc trước. Như vậy là cuộc thi vua mì cay của Tuần Trẻ Châu và Biểu Béo, cả hai đều đã có sản phẩm. Thì đây là nồi mì cay siêu nhỏ của Biểu Béo nha các bạn. Còn đây là nồi mì cay siêu to của Tuần Trẻ Châu. Đấy, anh em nhìn thấy sự khác biệt không? Đấy, một nồi to, một nồi nhỏ, một nồi to. Anh em thấy không? Rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái nồi mì cay siêu nhỏ của Biểu Béo để xem thử là Biểu Béo làm có ngon không nhá. Ok. Đây thì nồi mì cay của Biểu Béo như anh em có thể thấy là mình thấy là ở đây là có xúc xích này, bò viên này, mì tôm, có cả tôm nữa nha các bạn. Đấy, tôm này với lại rau đầy đủ luôn. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử xem thử là Biểu Béo nấu có ngon không nhá. Đây, mình sẽ ăn miếng tôm trước. Ok, mời tất cả các bạn nhá. Ăn thêm miếng rau với lại miếng xúc xích luôn các bạn ạ. Nói chung là ăn được, ngon, cay, nhưng mà có một điểm đấy là mình thấy không được. Đấy là hơi mặn các bạn ạ. Anh em có thể thấy là một cái nồi rất là nhỏ, nhưng mà lúc trong quá trình làm mình để ý Biểu Béo đổ nguyên một bịch muối vào, cho nên bây giờ ăn nó rất chi là mặn. Nói chung cái này cắn răng cắn cỏ ăn thì vẫn ăn được, nhưng mà nó hơi mặn một chút các bạn ạ. Chứ còn mấy cái phần khác thì ăn vẫn ok. Biểu Béo có cả trứng cút luôn các bạn ạ, đầy đủ luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ thưởng thức nồi mì cay siêu to của Tuần Trẻ Châu để xem thử Tuần Trẻ Châu làm có ngon không nha các bạn. Thì như anh em có thể thấy đấy, Tuần Trẻ Châu về điểm đẹp mắt thì mình thấy khá là đẹp luôn. À mà quên mất, trước khi ăn tô mì của Tuần Trẻ Châu thì mình sẽ chấm điểm cho Biểu Béo nhá. Biểu Béo thì làm hơi mặn cho nên mình trừ một điểm là còn 9 điểm nha các bạn. Đây, như các bạn có thể thấy là nồi mì cay của Tuần Trẻ Châu khá là đẹp mắt, hẳn rồi vị trí sắp xếp đồ nhìn khá là đẹp. Đây, nguyên một cây xúc xích bự chả bá luôn này. Bây giờ mình sẽ cắp xúc xích vào. Còn có cả thịt ba chỉ nữa này các bạn. Rồi có cả giò nữa này, chù miếng giò bự dữ ta. Đây, lại thêm một cây xúc xích nữa. Đây, mình sẽ cắp thêm vài miếng rau nha các bạn. Đây là rau cải. Rồi mình sẽ cắp thêm một miếng mì. Mình thêm múc thêm một chút nước, với lại trong nước có một chút hành cho nó ăn cho nó thơm với lại nó béo các bạn ạ. Uầy dồ, nhìn ngon dữ ta. Nhìn thèm cháy nước miếng luôn các bạn ạ. Thì ở bên dưới này là có mấy cục xương các bạn ạ. Tại vì mấy cái xương đồ này nó nặng á, cho nên nó hay bị rơi xuống dưới. Bây giờ mình, đây anh em có thấy không? Chu cho anh em nhìn xương nhiều chưa này.
Đấy, xương với lại thịt bò nữa này anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ gắp lên mấy miếng thịt bò này. Có cả tôm nữa này. Đấy, với lại một cục xương nha các bạn. Thêm cả trái trứng cút luôn. Đây, trái trứng cút đây, hai trái trứng cút luôn. Đây, mình sẽ múc hai cái trái trứng cút này để mình bỏ vào cái tô của mình ăn luôn nha các bạn. Đây, trứng cút này. Thêm luôn cả một con tôm nữa. Ok, như vậy là mình đã có một tô. Nhìn khá là hấp dẫn luôn. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử xem thử là cái nồi mì cay siêu to của Tuấn Trẻ Châu làm có ngon không nhá. Đầu tiên thì mình sẽ làm những trứng cút với lại thịt bò trước. Ngon, cái độ đậm nhạt vừa phải. Cay cay the the, không có cay quá, cay vừa phải. Ăn khá là ngon các bạn ạ. Tại vì Tuấn Trẻ Châu nó có khá là nhiều nguyên liệu đó, cho nên mỗi lần ăn mình sẽ ăn vài nguyên liệu để mình dễ phân biệt được, với lại tiện cho mình chấm điểm luôn. Bây giờ mình sẽ ăn tôm với lại xúc xích. Đây, anh em nhìn thấy miếng tôm ngon không? Đấy. Thịt ba chỉ. Ngon thật các bạn, ăn cái miếng thứ hai này còn ngon hơn cả miếng đầu tiên luôn. Đây là miếng xương nha các bạn, thì anh em có thể thấy là miếng xương này khá là đẹp, thì tôi chỉ trâu xào sơ qua xong mới bắt đầu hầm lên. Bây giờ mình sẽ ăn thử luôn. Mềm ngọt ghê luôn các bạn. Ok các bạn ạ, thì mình vừa mới trải nghiệm xong cái nồi mì cay siêu to của Tuấn Trẻ Châu. Thì mình không thấy cái điểm nào để chê được các bạn. Cho nên mình chấm Tuấn Trẻ Châu đạt 10 điểm trên 10 điểm nhá. Còn Bỉu Béo thì đạt 9 điểm. Ok, như vậy là Tuấn Trẻ Châu là người giành chiến thắng trong cuộc thi vua mì cay lần này. Thì bây giờ mình sẽ thưởng cho Tuấn Trẻ Châu 2 triệu và gọi Tuấn Trẻ Châu và Bỉu Béo vào cùng thưởng thức cái nồi mì cay khổng lồ này nha các bạn. Tại vì cái nồi mì cay này to quá, ăn không hết được, cho nên bọn mình sẽ phải chia nhau để ăn các bạn ạ. Ngoài ngôi vị quán quân vua mì cay của Tuấn Trẻ Châu thì Tuấn Trẻ Châu sẽ nhận thêm được 2 triệu tiền chiến thắng giải thưởng các bạn ạ. Đây, thưởng cho Tuấn Trẻ Châu. Ok, thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu cùng nhau thưởng thức cái nồi mì cay siêu to này nha các bạn. Ok, anh em ăn thoải mái đi. Ăn xúc xích to luôn. Gắp ra chén ăn thoải mái luôn. Tại vì khá là nhiều á, cho nên ba bọn mình cùng ngồi ăn luôn. Để xem thử là ba thằng ăn có hết được cái nồi mì cay này không. Hay là ăn mỗi thằng một tô là no rồi. Ăn thoải mái đi Bỉu Béo. Okay. Ăn rồi chấm điểm xem thử là Tuấn Trẻ Châu nồi mì cay này của Tuấn Trẻ Châu có ngon không. Xem thử có đúng là Tuấn Trẻ Châu xứng đáng được 10 điểm không. Ui dù, công nhận là mình ăn một tô bây giờ mình no với lại mình cay cái hụt quá các bạn ạ. Sao Bỉu Béo thấy thế nào, ngon không? Ngon. Xứng đáng được 10 điểm không? Xứng đáng, vậy nó cực kỳ vừa ăn luôn. Vừa ăn luôn đúng không? Không bị mặn như của em đúng không? Nè. Tuấn Trẻ Châu thì thấy như thế nào? Thấy cái nồi này không có cay lắm. Do tao cho có 2 hũ sa tế à. Tuấn Trẻ Châu no chưa? No rồi. Bỉu Béo no chưa? Chưa. Chưa no hả? Chu Tràn nãy giờ nó ăn 4 tô rồi nó vẫn chưa no. Em hết rồi. Thôi cái nồi này để nó ăn hết đi. Làm quàng cái nồi này nó ăn hết được á. Ok các bạn ạ, thì mình với lại Tuấn Trẻ Châu ăn no quá rồi. Bây giờ ăn không nổi nữa. Thì bây giờ chỉ còn một mình Bỉu Béo là vẫn ăn được. Ăn khỏe ghê luôn á. Clip của mình cũng dừng lại đây nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye. Còn mình ăn hết cái nồi này thì mình nghỉ nha các bạn.